em dặn là. Hello chào tất cả các bạn nha. Má nghĩ buồn các bạn ơi. Má không, mình má mà nghĩ đó, tới chuyện của ông lên như của ông Bì, má tức cái mình chịu không nấu luôn á. Má không ngờ hàng khí đó là để sao nó đỡ bụng các bạn. Nói chung các bạn cho hôm bữa mình làm cái video mà đứa con tội lỗi á, nói chung là mình chỉ là góp ý dần lên thôi, các bạn hiểu không? Đó là mình nghĩ là thôi giờ mấy anh em mình làm trôi dữ quá, tâm ra anh em mắc lòng là mình mới bày hàng lên các bạn, là làm video, làm mấy cái video hài hước rồi vậy, những đứa con tội lỗi vậy đó, là nó hiểu các bạn là làm vậy là thấy nó hay hơn. Nhưng mà mỗi sao mình vô mình diện với anh Bì á, mình thấy anh Bì sao mình ngứa ngờ quá, nên mình quýnh ổng, thấy mặt ổng sao mình ghét sao chứ. Bình thường sao mà lòng vô mình diễn chung với ổng mình ghét ổng cưa gốm luôn á. Nên là mình mới quýnh ổng vài cái để cho vui thôi, vui nhà vui cửa không. Ai ngờ là nghĩ sao anh đỡ bụng, anh dừng lên đỡ bụng rồi thù mình bạn que, bắt mình làm con quẹ đủ cống để trèo cỡ cố mình. Má mặt cái mình chịu không nấu luôn, chuột gì à nó quạng cái xương sống mình muốn gãy luôn á. Má ăn bên trèo anh hót như cờ ngựa vậy á. Má hầu gì chắc hót vợ anh quen rồi sao biết. Má thật lạy luôn á, biết sao luôn á. Do hôm nay á thì mình cũng mới nghĩ ra một cái ý tưởng như vậy, là mình cũng mới nghĩ ra đó, mình rủ mình lên Dương Bì sẽ làm một cái video đó mình tra thù ngược lại ông. Mình làm video này nói chung bạn là thằng lên với Dương Bì sẽ học máu với mình luôn bạn, nghĩ no đòn với mình luôn. Nói chung bạn mình nói 100% video là tụi nó là giờ cũng ấm mình à, giờ như uống phúc giỏ mới bớt thôi chứ giờ uống cái cách gì bớt nữa đó. Giờ các bạn muốn tụi mình trao thành tụi nó sao á thì các bạn hãy theo dõi clip của mình nha. 1 hour later. Tao không biết là cái mày như thế nào, là nó muốn thử 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 th
đầu tiên tao nghe nghèo cái đó không hay lắm nha. Đấy, đúng không? Em với anh chị mới hay này, cái thằng này nó chỉ là quay phim mới hay nó được không? Mày làm gì có cái năng khiếu gì giờ ai chúng ta à. À, đúng rồi, nãy em là chúng ta đúng không? Giờ anh dán nghèo ấy. Phải, ý là cái câu chuyện là bây giờ tao dán nghèo. Thì tôi biết mà. Chứ sao? Bây giờ anh dán nghèo thì anh mới vô dán nghèo chứ, em dán nghèo. Cái thằng này đạo diễn mà sao mà anh nói gì hả đấy? Thì đó thì con nó đúng rồi đó. Cái này nói để anh hiểu nào. Hiểu rồi. Anh là thằng lên là kiểu mà anh dán nghèo đó, thứ là mình lên coi cái bán mặt lên nó tốt không thì nó là đều bọn tôi cướp sống chó mấy á, hiểu không? Giờ nhảy nghèo đây xin luôn nghe, giờ anh ngồi đây xin luôn nghe, hay là nhảy nghèo sao? Giờ anh ngồi đây ngồi anh xin cái gì mà ngồi thắt mấy ngồi anh xin mà ngồi ngồi lót chiếc cái đầm của em giá không ngồi ngầu vừa phải không ăn mày nghe mấy mày là tên ngầu anh thì tao mới nói là anh đang tới mày để làm tiền quỳ là anh hiểu không? Anh đừng có đó là động tay động chân nhưng mà ấy là anh đừng mà lót chiếc anh ngầu bọt xuống đất luôn. Thì từ từ rồi mày nói chứ. Đó là ngầu bài trong đất nghe. Ông dán nghèo để đây làm đàn quạng bì. Chứ không phải từng chỗ những bữa nó đâu. Mới dám bị thị rồi mét lớn nữa. Đó anh ngầu đó. Được chưa? Ngầu mất cái sắc ở đây. Thì sao? Đó. Đó nghe. Đó. Người ta muốn làm vô. Mày ở lớn này còn mày biếu nặng được. Còn mày cho lên tàu nhảy xuống mày xuống. Mày đừng có giỡn giỡn mày giỡn mày miếng mẹ mày ơi. Cha mày không phải đi coi đâu. Quay đi, nó mỏ rồi, nó luôn rồi. Cái nãy giờ điện thoại quen mà cứ làm nãy. Cho nãy giờ anh làm cái hồn này dưới ở đâu. Trời ơi, tao mau kìa, làm cái gì? Dạ. Mày quay thấy chiếc kỳ cục rồi, hiểu không? Mày quay tới, ông quen. Mày nói sao rồi, thấy luôn mọi người rồi. Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Hôm nay mình sẽ ra một phần thế này, một kịch bản là nói cho anh Bi chứ mình lên nó dễ bạn. Đây là một kịch bản là chủ tịch giảng nghèo nó thứ là mình lên thứ nó người nó có tốt hay không các bạn. Mày mày nói chuyện mày ngu ngu như mày. Mày kêu à hôm nay em cô đạo diễn không mình diễn. Anh biết má này cặp bèo chân không? Thế là tắt cái quay mẹ nè hè. Đó đây. Bây giờ á, mình diễn thứ luôn nè, tao tù quay. Diễn thứ mẹ, thứ đó. Chủ tịch giảng nghèo rồi. Bây giờ là coi quay quay ngầu đi. Ngầu á, lên cái bài đi vô. Đúng không? Anh Bi thấy thấy người rồi, anh Bi thấy cũng xin tiền vậy đúng không? Đó là anh Bi xin tiền. Trẻ lá xin tiền đúng không? Vô đủ mấy nhẹ. Cái chuyện gì vậy? Chuyện trẻ lá xin tiền là ngờ nào mà. Nói là anh bị tai biến, bị bò giận rồi đó. Thế tao nói gì cỏ tre đâu. Mày nói gì mày tai biếc con bò chặt con con mày nói là nói vậy rồi à tao liền mà mét liền mét đó đó chúng chặt này mày còn ai vô này anh đâu mà thấy là tao nói mày hiểu không sao mày cũng không ngồi chú mày tao cũng tao ý là mày ngoài thôi à một hai ba vô con lại ông đi qua con này bà đi nãy nam ơn nam hương ngựa tay bố thì Thế mà xuống mày dưỡng mày coi mày dưỡng chúng ta coi. Tao coi thứ ơi. Tao mày dưỡng hay mày dưỡng mày. Tao coi thứ đúng không? Cái giờ đâu. Mày nói mày đế 10 thằng tao. Thế được mày dưỡng tao khác. Nói lại một lần nữa này. Tao ăn bơi với chờ bò hiểu này. Cái đồ mẹ. Nó chứ anh bơi với chờ bò làm lên nha. Chú vừa qua anh bơi đang ngồi đây. Khi mà anh thấy người điện ngang qua thì anh sẽ xin nó ở em tối. Em tối quá rồi cho em tiết tầm cho anh làm gì. Tao tu ném áo xíu một người ta vậy. Thì mình phải ném mấy chân người đó rồi người ta khỏi đi chúng ta cho. Người ta đang đi là mình phải ném cái chân đó người ta đứng lại rồi mình mới nói chứ. Còn anh đi qua anh xin đàng hoàng gió bây giờ em nói đầu á giờ ngồi lại đàng hoàng diễn coi má kịch bản vừa má nấm người luôn á có như vậy mình dám lên hình giác nó sao mất lỡ rồi tay đóng thôi đóng phim sao đóng tàu thôi người ta đóng phim người ta có dân chuyên nghiệp tao đồng nghiệp dư mày đâu vậy ông bất thiện hiểu không phim đóng bộ phim này á
tao lỡ tao hết sức hay quá anh tao thiệt sao quá anh buồn tất cả những thứ rồi rồi đừng còn nghĩ anh đi lại đi lại anh ơi em có tiền làm cho em biết đọc anh ơi. Cái gì đây em nhà em xe cơ thấp thớ kè mẹ em bỏ em giờ em không có tiền có đồng nào cho em đọc anh ơi. Tụt gom đây quá là gom mày sợ được chưa không có gì hả giữ lên trình lên đi cái đầu che mày kiếm đường đường nói lại nhưng mà làm gì mà có quyền gì mà rành muốn tao vậy quá là tôi đạo diễn không nhau thì thiệt tôi là đạo diễn cái này làm đạo diễn ra mày muốn này chịu không quá là tôi chịu không nấu ngu sao ngu gì mà ông làm cái đúng mà chỉ ngu như mày má tôi nghĩ làm từ còn vốn á sao má anh làm nhớ anh làm được anh làm được đó lên tao nó kêu người khác luôn gì mày không anh nghĩ sao mà tao kêu người khác làm diễn viên là mày á đạo diễn mày cái gì cho ai biểu đậu đạo diễn muốn diễn viên trước Nãy giờ mình tra thù muốn được không được mấy cái các bạn được mấy thiệt luôn á phải nói sao mấy người sao giờ muốn lại mình được mấy cái đều chịu nấu luôn á nói chung là giải được rồi nãy mình muốn được mấy cái nói chung là mình cũng ha dạ các bạn ui muốn đeo tay luôn á thôi các bạn nói chung là cái clip này kết thúc đến đây là được rồi các bạn nói chung đó ngày mai mình mà có ý tưởng nào hay hơn nữa thì mình sẽ
rượu hàng khí, hàng âm binh đồng đình nó rượu hàng nó quay tiếp các bạn. Nào đó chung là bye bye tạm biệt các bạn nha.